cách thủ đô Hà Nội 450 km. Huyện Tam Đường được coi là cửa ngõ phía Bắc của Lai Châu. Du khách có thể tới đây theo hai hướng, quốc lộ 32 từ Hà Nội lên qua các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái hoặc theo quốc lộ 4D từ Lào Cai sang. Với địa hình chủ yếu là núi cao, xen lẫn một số vùng thấp, diện tích toàn huyện trên 68.768 ha với dân số trên 5,1 vạn người, gồm các dân tộc như Mông, Giao, Lào, Lự. Núi cao chập trùng đã tạo cho Tam Đường một diện mạo độc đáo cùng những giá trị văn hóa đặc sắc của các tộc người, trở thành nguồn tài nguyên quý giá cho mục tiêu phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế du lịch. Mỗi năm, Tam Đường đón khoảng 20.000 du khách, trong đó có khá nhiều là du khách nước ngoài. Họ đến để khám phá thiên nhiên hoang sơ và tìm hiểu những phong tục tập quán độc đáo của các dân tộc sống trên địa bàn huyện. Nhiều địa chỉ du lịch đã trở thành điểm đến yêu thích với không ít du khách trong hành trình khám phá Tây Bắc, như bản Nà Luồng, xã Nà Tâm, nơi sinh sống của đồng bào người Lào, bản Chu Lìn của cộng đồng người Giao Đầu Bằng, xã Hồ Thầu, bản Hon của người Lự, xã Bản Hon và một số danh thắng như động Tiên Sơn, thác Tác Tỉnh. Chúng tôi đã thực hiện hành trình khám phá Tam Đường để tự mình trải nghiệm những cảm nhận mà lâu nay mới chỉ được nghe kể lại. Có thể nói, thiên nhiên đã dành cho Tam Đường những cảnh quan tuyệt sắc, núi chập trùng trong sắc xanh ngút mắt như sinh động hơn bởi những cung ruộng bậc thang vừa qua mùa thu hoạch, phô những đường cong mộc mạc, khỏe khoắn. Không xa trung tâm thị trấn là thắng cảnh thác Tác Tỉnh mà người dân địa phương thường gọi là Thác Tỉnh, bởi dòng thác này gắn với mối tình chung thủy của một đôi trai gái người Giao thủa xa xưa. Ngọn thác đổ xuống từ đỉnh núi cao chừng 1.000 mét, từ rất xa đã có thể nhìn thấy như dải lụa mềm buông xuống từ trời xanh. Chưa cần vượt hết đoạn đường dốc đứng bám theo sườn núi, đã nghe tiếng ầm ào của thác đổ và hơi nước mát lành như làm nguội tan cái oi nóng mùa hè. Đây là địa chỉ du lịch của nhiều du khách, đặc biệt là các bạn trẻ vào mỗi dịp hè. Âm thanh ầm ào ấy vẫn như kể mãi câu chuyện tình trong truyền thuyết của đồng bào Giao và còn là lời mời gọi cho những bước chân khám phá. Sau khi cùng thưởng ngoạn thiên nhiên ở độ cao ngang tầm trời mây nơi chân thác, chúng tôi tiếp tục hành trình tới khu hang động ngầm trong lòng hai quả núi thuộc quần thể 99 ngọn núi huyền thoại ở Lai Châu, động Tiên Sơn, một điểm đến ở Bình Lư. Đây là danh thắng đã được xếp hạng và quy hoạch thành khu du lịch hoàn chỉnh, gồm các hạng mục liên quan, nhưng có lẽ điểm dừng chân chính vẫn là hang động ngầm trong lòng núi. Động Tiên Sơn có chiều sâu chừng 500 mét với rất nhiều không gian kỳ ảo tạo thành từ nhũ đá. Qua đoạn trần nhũ thấp phía ngoài, theo đường trục chính sẽ đưa bạn tới liên tiếp những bất ngờ thú vị, dù có thể bạn đã từng tới thăm nhiều hang động nổi tiếng trên cả nước. Những khu vực cao thấp khác nhau tạo nên sự biến ảo theo từng lối lên xuống, miền tiên cảnh lộng lẫy nguy nga như cung điện. Ở đây cũng có đủ cây vàng, cột ngọc, ông Bụt La Hán và vô vàn những liên tưởng kỳ thú khác được gọi tên theo trí tưởng tượng phong phú của mỗi du khách. Càng vào sâu, không gian động càng rộng và cao hơn như không giới hạn. Theo lời người hướng dẫn, thì động có cả một lối lên trời và một lối xuống âm phủ. Nhưng do điều kiện ánh sáng, nên đoàn chúng tôi chưa thể khám phá hết lòng động Tiên Sơn trong hành trình lần này. Đành hẹn trở lại đây vào một dịp gần nhất. Khi đã trải lòng với những cung bậc cảm xúc khác nhau cùng vẻ đẹp của thắng cảnh thiên nhiên, mời bạn tới với những bản làng của đồng bào các dân tộc ở Tam Đường. Mỗi bản làng chính là một địa chỉ du lịch văn hóa đặc trưng bởi những phong tục tập quán của mỗi tộc người. Bản Nà Luồng
nơi sinh sống của cộng đồng dân tộc Lào, thuộc xã Nà Tâm, huyện Tam Đường. Qua cây cầu treo vắt ngang dòng suối là bản làng xinh xắn, thấp thoáng sau cánh đồng lúa xanh đang thì con gái. Cũng như cộng đồng các dân tộc khác vùng Tây Bắc, người Lào sống trong những ngôi nhà sàn, quần tụ nhau thành bản. Bao đời nay, họ duy trì và gìn giữ những giá trị truyền thống của dân tộc mình như một phần tài sản vô hình để truyền lại cho các thế hệ sau. Vào mùa xuân, người Lào vui hội buôn gốc nặm, hay còn gọi là hội té nước, để cầu mong cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi. Đây chính là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, cùng với những điệu múa, tiếng chiêng và những trò chơi dân gian đã làm nên sức hấp dẫn mà bạn không thể không một lần khám phá. Những giá trị đó cũng chính là nguồn tài nguyên quý giá mà chính quyền và nhân dân huyện Tam Đường quyết tâm bảo tồn và gìn giữ vì chủ trương phát triển bền vững cho Tam Đường hôm nay và mai sau. Huyện Tam Đường có nhiều cái tiềm năng để mà khai thác du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng. Trong những năm qua, để phát huy và khơi dậy những cái tiềm năng du lịch của huyện, thì huyện đã xây dựng cái quy hoạch du lịch phát triển đến giai đoạn 2015 và 2020. Cụ thể là chúng tôi đã xây dựng các cái thiết chế văn hóa, cái cơ sở hạ tầng, đầu tư đường giao thông, cũng như là các cái điều kiện để mà khơi dậy cái tiềm năng này. Tam Đường cái tiềm năng du lịch lớn là du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái, bởi thiên nhiên ưu đãi, núi rừng cũng như là cảnh quan, môi trường, và đặc biệt là các cái dân tộc ở trên địa bàn huyện có cái sắc màu văn hóa rất là phong phú và đa dạng. Bản Hòn là một xã mà 100% đồng bào dân tộc đây là người Lự, một cái dân tộc ít người ở trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Để phát triển cái du lịch cộng đồng ở Bản Hòn thì chúng tôi đã chỉ đạo các cái cơ quan chuyên môn bảo tồn những cái giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào dân tộc Lự ở nơi đây, giữ gìn những cái bản sắc vốn có, đặc biệt là khơi dậy cái tiềm năng du lịch bằng cách là hướng dẫn đồng bào vệ sinh môi trường, giữ cái bản sắc về trang phục, về sinh hoạt, về văn hóa, về các cái lễ hội và cái người Lự vốn có. Cách bản Nà Luồng 25 km về phía tây nam là bản Hòn, bản làng của cộng đồng người Lự, một dân tộc đến nay vẫn còn bảo tồn được nguyên sơ phong tục truyền thống khá độc đáo. Bản Hòn không nằm bên sườn núi như một số bản làng khác ở Tam Đường. Đường tới bản qua những nương ngô, nương chè mướt xanh, núi tiếp núi điệp trùng. Không gian xanh của núi rừng sẽ theo suốt hành trình của bạn. Cả bản có 131 hộ với 100% các gia đình là người dân tộc Lự. Họ rất coi trọng việc gìn giữ bản sắc truyền thống dân tộc mình. Vì vậy mà khi tới bản Hòn, bạn sẽ cảm nhận thấy nơi đây giống như một ốc đảo văn hóa, nơi phong kín các giá trị bản địa độc đáo mà không một yếu tố hiện đại nào có thể làm ảnh hưởng. Cụ ông Vàng Văn Chom năm nay đã 86 tuổi, vẫn hay kể những câu chuyện ngày xưa cho con cháu hoặc cho những vị khách từ phương xa tới. Lên xám, cùng sống từ, pi ninh cùng sống từ, cùng những chẳng làm là chẳng hiệt chính, chẳng hiệt hay khổ đôn on, chẳng hiệt hay khổ đi, chẳng hiệt nà, cũng là hiệt hay hiệt nà nhám, cũng là chẳng hiệt mà là mi ăn cũng, chẳng hiệt hay hiệt nà chẳng nằm, chẳng để chín, mà biết vẫn cũng là hiệt hay hiệt nà tay biết gì.
chẳng cúm để chu quân thủ của hệ hít bưu phẹt hột pi là cúm cũng là hai à song tư từ những chiến sam từ chiến húc nhiều có cho chiến húc rồi đấy đến mấy chục cúm đâu quân chín đi mẹ mình chẳng đi ăn cùng quân để cùng hay cùng la để bầu bầu pí quân khác quân trai có khác nhìn có khác mình chẳng muốn chẳng sướng để hay cùng bồng để phen chẳng mũ để mũ phen chẳng phòn để phòn. Những phong tục đẹp đẽ ấy giống như mạch sống chảy mãi từ xưa tới nay nơi bản làng yên bình này, nơi những ngôi nhà sàn hai mái với phần mái phía trước kéo dài che cho hiên và cầu thang, và nhà nào cũng có hai bếp lửa, một bếp để nấu ăn cho gia đình hàng ngày và bếp còn lại để đun nước mỗi khi có khách tới thăm. Nơi ngày ngày người Lự lên nương hoặc ra đồng cấy trồng sản xuất, rồi mùa xuân đến thì chơi xuân hay hát múa để thành đôi. Trai gái lớn dựng vợ gả chồng, nhưng phải duy trì đủ những quy định về lễ nghi cưới hỏi do tổ tiên truyền lại. Nếu không, thì hạnh phúc sẽ không bền chắc được. Người phụ nữ Lự rất chú trọng đến vẻ đẹp của mình. Họ tự dệt vải, thêu thùa để may lên những bộ trang phục. Vì thế nghề dệt thổ cẩm ở bản Hon được duy trì trong mỗi gia đình. Những cô gái tới tuổi biết hẹn hò là phải học dệt vải để còn kịp dệt nên váy áo, chăn đệm mang về nhà chồng. Bộ trang phục của người phụ nữ Lự cho thấy sự cầu kỳ trong thẩm mỹ. Áo, váy, khăn đội đầu, thắt lưng được cắt may và thêu hoa văn trang trí ở vạt, nẹp áo, gấu váy, điểm thêm những đồng bạc trắng ở phần sau dưới eo lưng. Đặc biệt là tục nhuộm răng đen của những người phụ nữ có chồng. Họ nhuộm răng mỗi sáng, mỗi tối để có được hàm răng đen nhánh. Đó là vẻ đẹp chuẩn mực trong quan niệm người Lự ở bản Hon. Cũng như nhiều dân tộc ít người khác, cộng đồng người Lự có đời sống tinh thần rất phong phú. Trong đó phải kể tới loại hình âm nhạc truyền thống. Người Lự yêu ca hát, trong hội hè hay thậm chí ngày thường họ cũng hát. Con trai thổi sáo đánh trống, con gái hát hoặc nhảy múa. Những làn điệu dân ca khỏe khoắn nhưng trữ tình, đằm thắm như mạch nguồn con suối cứ chảy mãi ngàn đời. Bản Hon ngày nay đã chính thức trở thành một bản du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Tam Đường, bổ sung thêm vào danh sách các điểm đến văn hóa ở Lai Châu để du khách và các đơn vị lữ hành trong và ngoài tỉnh có thể lựa chọn cho hành trình của mình khi qua miền Tây Bắc. Mời bạn cùng tới thăm bản làng Thanh Bình, cùng nghỉ lại trong một gia đình ở đây để được hiểu thêm nhiều đặc trưng văn hóa sẽ làm nên những ấn tượng cho hành trình du lịch của bạn. Gặp gỡ những người dân bản chân thành và hiếu khách, cùng say với rượu ngô men lá và nhiều món ẩm thực hấp dẫn mang hương vị núi rừng qua tài khéo léo của những người phụ nữ Lự, để rồi khó có thể xa, khó có thể quên.